Hoàng Thạch vẫn chứng tỏ bản lĩnh soái ca của mình. Nhưng anh hết sức rồi. Thả đứng đi. Trời ơi, quậy quá. Vậy chỉ có bốn đứa mình thôi hả? Đúng rồi. Không biết là Tuấn Khôi đang trông chờ ai. Nhìn mau. Chỉ có Thương là lẻ loi một mình. Xin chào tất cả các bạn, nhìn mình đẹp gái vậy thôi chứ mình vẫn đang rất là ép gái. Cô không biết bơi, với lại hôm nay cũng không có tâm trạng gì để bơi. người đặc biệt hôm nay xuất hiện rồi thì lần sau thì nên là tất cả mọi người nữa. Vậy còn lần trước thì sao so với lần này? Không bằng lần này. Chứ không bằng lần này lần sao? Tức là chưa dẫn người rồi nhưng mà lần này em đặc biệt hơn nên nên vui hơn. Lần trước là mình có dẫn Linh lên giặt đồ, tại đồ Linh dơ mà phải Linh phải đi học cho nên là vô giặt. Chị Linh có giặt rồi lấy đồ Linh thay đâu không? Vậy nói chị Linh lên giặt rồi lấy đồ anh Thạch đi thay. Không có. Đau. Lần trước á, thật ra là mình dẫn Linh đến nói sao? Cái cảm giác á thì cũng lạ, tại dĩ nhiên mình dắt con gái về nhà mình sao không lạ cho được. Nhưng mà thì mình cũng có việc mà mình phải lên thôi. Còn bây giờ là mình mời người này đến chơi thì chắc chắn là cái cảm giác nó phải khác. Khác là giống như là hạt đậu xanh á, mà trong nguyên một đống đậu xanh có một cái hạt đậu đỏ rất là nổi bật, thì mình thích cái hạt đậu đỏ đấy. Vậy là bọn em làm đèn đó hả? À? Không có liên quan. Không, thì tình cảm mà anh đâu ra thích hết mọi người, anh cũng đâu ra thích coi được, đúng không? Nó phải co lại, coi thật lòng hay không? Được rồi, chứ hôm nay dẫn bọn em đây là bọn em vui rồi. Hôm nay mình rất là mệt. ngày nào chắc mệt. Vì thật sự là ngày hôm nay đi làm rất là mệt. Nhưng mà qua đến đây cái là hết mệt liền à. Lý do hết mệt là gặp hạt đậu xanh. Ghê thật. Nói chung là mình cảm thấy rất là bình thường. Vì lần đó mình không biết. Nhưng mà mình lên đây rồi là mình mong là lần sau sẽ không có hạt đậu nào khác lên đây nữa. Nhớ hạt mè sao anh? Sao đâu, hạt đậu không đập đậu nổi hạt đậu đâu. À đúng rồi. Sau buổi đi bơi, Thạch quyết định dẫn các bạn đi ăn tối. Trong khi ăn, Thạch bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Alo, Thạch nghe không ơi? Ủa sao hồi nãy Thạch gọi tới 4-5 cuộc đúng không? Ủa sao vậy? Có gì vậy? Tới giờ anh em tâm sự đi. Đúng rồi, mọi người nãy có qua bơi. Mở cái chim Vi, đi. Không có Vi. Hồi nãy không đi đâu. Mình thấy Thông không có tới hồ bơi à, cho nên là mình có gọi điện thoại cho Thông. Thì Thông có trả lời là Thông không có muốn đi à, tại vì Thông có chuyện buồn. Thì thôi mình nói Thông là thôi giờ tối giờ hai anh em tâm sự với nhau. Ôi Thông sao buồn à? Tại vì Thương bỏ Thông. Hiểu rồi. Thạch và các bạn vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Thông không nói thêm lời nào, chỉ có những dòng tin nhắn với ban tổ chức. Và tâm trạng bây giờ về nhà chung cũng rất hoang mang, vì cảm thấy mình đang là con cờ của trò chơi cảm xúc. Em đang suy nghĩ. Và rồi Thông đi khỏi ngôi nhà chung. Sau đó Vi và Nghị cũng lần lượt rời nhà chung.
sợi yêu thương. Mình đi bán rồi. Chú có không gọi không được, không nghe máy. Không đi đâu vậy? Tự nhiên kêu buồn gì á. Mà buồn chuyện gì? Qua nhà thầy cũng hôm qua luôn. Mệt quá. Khó hiểu quá ta. Bí hiểm quá, thăm cung bí sự quá đi. Nhóm bốn thành viên về nhà khi không còn ai ở nhà. Nhưng có vẻ Thạch và Na không quan tâm chuyện đó lắm. Chỉ có Thương là quan tâm đến các thành viên vắng mặt. Nghe là Thương thôi, sao vậy? Đâu, tại vì em tính là xíu nữa mà mọi người về hết á, thì mình ngồi mình gặp nhau nói chuyện một xíu mà. Hả? À, vậy thôi. Vậy anh cứ thu xếp xong việc, nếu mà được thì về càng sớm càng tốt, nhưng mà đi cẩn thận nha anh. Dạ vâng. Em mang nước cam cho Na hả? Anh ngồi nói chuyện với em xíu. Sao vậy? Tình hình hiện tại có lẽ đã làm cho Thương lo lắng. Khai đau đi, khai đau đi. Anh ngồi xa 1 mét không đậu đỏ em nha. Ôi rồi khổ lắm. Ôi nhưng mà bây giờ em biết chuyện gì đang xảy ra không? Giữa Thông với ai? Anh cũng biết mà. Thông thích Vi nhưng mà Vi không có thích Thông. Không có thích luôn á hả? Ừ. Vi có nói là Vi không thích Thông chưa? Hay là nó giảm nó tránh? Nó giảm nó tránh á. Nói là dạng như là anh Thông không phải mẫu người của Vi á. Nhờ Vi cũng đã dạt dạt rồi. Ừ. Hôm trước là lúc mà anh nhớ cái lúc mà anh tặng hoa cho Na, Linh cũng có tâm sự với em. Ừ. Linh nói là Linh rất là sốc và Linh cảm thấy là tại vì sáng hôm đấy thì anh có tỏ tình với Linh. Không, nhưng mà anh đâu có tỏ tình với Linh đâu. Linh hỏi anh có thích Linh không mà còn kêu thờ heo gì nữa. Thì lúc đó anh nói một câu á là yêu với thích là hai cái khác nhau. Mình thích một người đó là thích nhìn cũng vậy, thích nói chuyện. Nói chuyện hợp thì thích, rõ ràng. Nhưng mà đừng có đánh đồng chết anh. Tại vì em biết sao, anh xác định là bằng tim mình. Cho nên anh không thể nào sai được. Nếu mà người ta nói anh sai anh cũng kệ luôn á. Tại vì mình có cái kiểu xác định của mình mà người ta kêu quy chụp vậy. Dường như tình cảm nó khó, còn cái chỗ là mình nghĩ một. Nhưng mà người khác thì chắc chắn có khi nghĩ 2-3 điều nữa. Có sự con gái của em thì lâu hay nghĩ cái tình cảm của anh trai nhiều hơn đúng không? Biết tại sao anh ngưng lại mọi chuyện với Linh không? Đó. Chưa gì đã kêu quy chụp tỏ tình rồi đó. Cho nên á, để là một người con trai mà để cái gì cũng hoàn hảo nó khó lắm em. Không phải người ta sai mình đi, mình làm là người ta hài lòng đâu. Để sự việc nó không có tệ hơn thì anh phải cắt đứt mọi thứ. Anh không phải là thằng Sở Khanh. Cho nên là anh không có đi nước đôi. Nếu mà anh đi nước đôi thì giờ này anh vẫn cố làm cho mọi chuyện nó hài lòng mọi người luôn. Hiểu không? Là nói chuyện với Linh, nói chuyện với Na. Là chính như vậy. Chính mà nếu mà anh làm vậy anh tự vả mặt mình luôn. Anh không thể nào làm gì được, mọi người nghĩ sao cả. Nhưng mà thà đau một lần thôi, đừng có làm cho vết thương nó nặng thêm nữa. Nhưng mà nếu mà anh nói thẳng là nếu như mà lúc đầu á anh không đi với Linh á thì anh lại là người sai nữa. Tại vì mình có quyền mình tìm hiểu mà. Tại sao mình lại không được tìm hiểu? Linh đã nói rồi. Thì anh cũng phải có cái gì là anh nói tại sao anh lại làm những hành động như vậy. Anh có nói chuyện với Linh hôm qua nhưng mà Linh kết thúc câu hỏi của anh một cách rất là chóng vánh luôn, thì làm sao anh nói chuyện được? Tại vì thật ra cái mẫu người mà Linh thích nhất trong nhà này là anh. Tại vì anh thứ nhất là anh xét về ngoại hình á. Em kể cho em thấy anh là nhìn rất là lục lưỡng. Đó, Linh cũng độc thân một thời gian này nhiều rồi. Xong tự nhiên được anh quan tâm chăm sóc thì người con gái nào mà người ta không có động lòng, mà trong khi anh lại là mẫu người mà Linh thích nữa. Nên em cũng muốn gặp anh, thứ nhất là anh thẳng thắn anh nói như vậy. Cái thứ hai là làm sao để ví dụ như không có cái trường hợp mà Linh ngại, Linh tránh mặt anh, hoặc là những khi Linh ngồi đấy Linh cười đó. Mà thấy anh với Na thì Linh cũng rất là đau lòng. Em vẫn yêu đuôi, em che hết đi bằng những gương cười. Nên không biết có phương án làm sao hay không. Anh cũng thử nói chuyện với Linh cũng tin rồi, nhưng mà anh có nói xin lỗi Linh không? Tại vì khi mà anh mới bắt đầu câu chuyện thì Linh đã gạt phát ra hết rồi, thì làm sao mà anh xin lỗi được. Nếu như mà có thì cũng phải cho anh một cái trách nhiệm gì đó, để anh tự khẳng định mình phải có trách nhiệm với chuyện đó, mà mình làm sai mình mới xin lỗi được, đúng không? Thật ra cái câu mà xin lỗi Linh á là không phải là anh sai, anh hiểu không? Chỉ là
Anh xin lỗi cái việc mà anh không có thể đáp lại tình cảm của Linh á. Anh không thể nào nói vậy được, em hiểu không? Tại vì Linh đã phủ định cái chuyện đó. À, Linh nói Linh không có thích anh, đúng không? Ừ. Anh đi với Na hơi nhiều quá em ơi. Buồn đúng không? Không, không. Anh không có đỡ được. Giờ cho anh một cái điểm để anh đỡ thử xem. Anh chắc chắn là anh sẽ làm mọi chuyện nó tốt hơn. Còn đằng này Linh cứ giấu nó trong lòng như vậy thì. Hello, vô đây. Trời ơi. Ôi, hôm nay nung linh quá ta. Nung linh. Ôi, quá đẹp. Nói chuyện hả? Thôi, không làm phiền, tao đi vô. Lên đi xíu chị lên dễ nữa em. Ủa, ủa sao hôm qua em nói 4 giờ mọi người ở nhà anh vui lắm á. Ừ, bơi muốn chết chìm luôn á. Em đi không được. À, tiếc quá à. Cuộc đời không có ai làm toàn vẹn cái gì đâu em. Cho nên là mình chỉ làm tốt nhất những gì mình có thể làm được thôi. Còn nếu như mà anh không thể nào làm tốt hơn được so với mức người ta mong muốn thì chỉ có thể trách anh là anh quá ngu so với mặt bằng chung của xã hội. Thôi hồi nãy Thạch Khôi thương Na đi bơi ở nhà. Vậy hả? Ở khu nhà. Còn Linh? Linh đi học xong rồi cái tự nhiên bận nghe đấy. Chưa về hả? Chưa, không gọi được luôn. Chưa về luôn. Gọi không nghe máy luôn. Mà ông Thông mới kịch tính. Sao vậy? Tự nhiên kêu anh buồn anh không đi đâu được hết á. À, không có qua bên Sala. Rồi sau đó chưa. Rồi sau đó là biến mất tiêu luôn. Bây giờ là đang biến mất tiêu nè. Vi nè, cho anh nói chuyện với em xíu nha. Em hả? À. Ừ, được. À. Anh tệ cỡ nào? Người anh thích là ai? Chắc chắn chỉ có Na thôi. Na. À. Còn Linh thì chỉ là bạn bè thôi hả? À, đúng rồi, anh nói chuyện với Linh mới có 2-3 ngày. Nhưng mà anh biết không, anh vô tình nó làm tổn thương Linh đó. Thật mà Linh thích anh thật á. Lúc mà chị hỏi lại Thạch á, anh Thạch thì anh Thạch nói là anh Thạch không có tỏ tình, mà là Linh hỏi với anh Thạch là anh Thạch có thích Linh không, thì anh Thạch trả lời là yêu với thích là hai cái khác nhau. Yêu với thích là hai cái khác nhau thì cũng phải là nghĩa là sao anh? Là sao? Có nghĩa là à, hiểu rồi, ý của anh đó là anh chỉ thích Linh thôi chứ em không có bạn Linh là bạn thân, là em không thích người bạn đó làm sao người bạn đó làm bạn thân của em được, đúng hiểu, không hiểu hiểu hiểu. Còn sao mình lại đi nói nữa ta? Sao anh không nói thẳng luôn? Thì cái đó là anh nói thẳng không mà. Vậy hả? Có thể là Linh nghĩ theo một hướng khác đúng không? Không, nhưng mà mọi người có hiểu ý anh không? À, lúc nãy lần đầu em nghe thì em hơi quên vụ đấy, nhưng mà ý là Linh hỏi là anh có thích Linh không? Nhưng mà anh là yêu với thích khác nhau. Thì có nghĩa là anh không yêu Linh nhưng mà anh thích Linh. Vậy là anh trả lời chết với cái câu hỏi của Linh rồi. Đúng rồi. Ủa vậy? Anh hiểu không? Tại vì á, thường thì tình yêu á, nó đến từ cái sự thích á. Thích xong rồi tới yêu. Nhưng mà anh đã xác định rõ là không có yêu mà. Anh chưa xác định hồi nào, anh xác định rõ, hồi nào. Anh nói rõ. Chẳng lẽ anh mới gặp Linh vài ngày anh nói chứ anh yêu Linh. Không, anh đúng không? Khẳng định. Như vậy thì anh nói như vậy á, khác nào anh cho Linh một cơ hội. Ủa, hôm nay về sớm ta. Về sớm quá ta. Là so sánh nó cũng hơi khập khiễng. Nói chung là mình cũng không thể nào trách anh Thạch được, đúng không? Đúng rồi. Có thể. Tại là vì lúc đó anh nhận ra được cái chuyện đó rồi, anh cũng đã có chống đỡ rồi mà. Người ta hỏi anh thích không thì anh cứ nói anh vậy không, là anh có cảm tình nên anh không thích là được. Bây không? Giờ nè. Trời đất ơi, nói vậy cũng y chang như anh nói. Không, nó khác nhiều lắm á, anh cũng đúng rồi. Em khác nhiều lắm rồi. Có nghĩa là không biết xong. Có nhiều đứa con gái. Nhưng mà anh biết không, em nói cho nó nè. Anh bức xúc quá. Anh biết không, có nhiều đứa con gái á, nó ngại nói từ yêu. Đúng rồi. Nó ngại nói từ yêu, có nghĩa là từ yêu thì nó hơi thiên liêng một xíu. Thì nó sẽ nói từ thích. Anh có thích em không? Không. Nếu như mà anh không làm rõ cái từ thích đó, chắc chắn người con gái đó sẽ hiểu nhầm rằng là ô anh này cũng có không. Cái đó là không đúng, tại vì anh cũng đã khẳng định, anh cũng đã biết được rằng cái ý của Linh rồi, anh mới nói thêm từ yêu. Tự nhiên cái từ yêu nó không có tự nhiên đẻ ra, em hiểu không? Cái trời mẹ ơi, là không biết em làm luật sư em không biết biện hộ cho anh sao luôn á. Tại không cần biện hộ cho anh, nếu mà anh bị ghét mà làm Linh thì thoải mái thì chơi đi. Thật tới đâu với Linh rồi? À vậy tới đâu, tới 3 hôm trước là dừng rồi. Mà 4 hôm vậy. Mình tìm hiểu mà.
không chắc nữa. Tại vì cái này là chỉ có hai người trong cuộc á mới hiểu rõ. Mình là những người mà nghe từ hai phía, và mỗi phía đều có bảo vệ quan điểm riêng của mình. Nhưng mà nãy giờ nói chuyện mà còn có background music nữa, thật là xúc động. Nếu mà anh nghĩ mà không là diễn viên hài kịch nổi tiếng như bây giờ là anh nghĩ đã là một người hát long rồi. Ê, bết quá ác luôn. Ủa nhưng mà anh hỏi nè Vi, chuyện của anh này coi như là để qua một bên đi. Anh không có nói là nó xong rồi, anh để qua một bên đi. Còn chuyện của em với Thông thì sao? Anh ở, em đặc biệt là anh ở kế bên Thông hàng đêm. Chuyện cho nên là Thông cái diễn biến tâm lý của Thông anh cũng nắm được một phần nào đó. Nói chung là không hết được, nhưng mà cũng nắm được một phần nào đó là Thông đang rất là buồn. Là vì em với Thông là cũng không đến được với nhau. Tại sao vậy? Nhưng mà làm sao Thông buồn dữ vậy? Anh nghĩ là nếu mà nói chuyện thẳng thắn bình thường thì chắc là cũng ok thôi. Không thì em thấy là Thông không hợp với em thôi, nên em nói thẳng. Em nói là em chỉ coi anh như bạn thôi. Cái câu này anh đang dời á, nhưng mà để nói hết đi. Hai đứa mình sẽ chơi thân trong nhà chung này. Vậy đó, với lại em cũng không có thích là anh Thông quan tâm em quá nhiều. Bởi vì em chỉ thích người yêu của em á quan tâm em thôi. Nhưng mà anh Thông thì em chỉ coi là bạn thôi. Nếu như mà một người nào đó em thực sự thích họ, em sẽ để họ quan tâm em. Đúng rồi, anh biết mà. Nên em chỉ coi Thông là bạn thôi à. Mà chính vì điều đó mà Thông vẫn buồn đúng không? Thông vẫn buồn. Thông vẫn buồn á. Buồn gì nữa? Đang buồn đó, buồn gì nữa. Mà quá, thấy buồn đâu. À, đâu thấy buồn đâu, nhưng người ta buồn. Không, có việc nên giải quyết thôi. Em nghĩ là chẳng có đến mức nè. Gọi điện thoại cho anh, không gọi điện thoại cho anh, nói là anh đang rất buồn. Anh biết không, anh đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Anh không có làm nghiêm trọng hóa. Chỉ gặp một vài ngày. Nè, em nói nè, em nói thật. Em không có thích làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Chỉ gặp một vài ngày và Thông cũng chưa có cái gì đặc biệt với em cả. Không tới mức mà Thông phải buồn. Em không có coi anh ra gì hết, nó thương à. Sao? Thấy có giống chuyện của anh với Linh không? Chỉ cần có tình cảm một hai ngày thôi và bị từ chối là vậy đó. Không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Em chưa bao giờ em nói em thích anh Thông cả. Không, tùy mọi người chứ. Em chưa bao giờ em nói là em có tình cảm nam nữ với anh Thông cả. Anh sẽ phản biện lại rằng em quý anh Thông nhất trong nhà này thôi. Thì mọi người có một cách nói của người ta, kêu quý, người ta nuôi hy vọng hay sao? Thì nuôi hy vọng thì kệ ảnh. Thì đó, khổ em quá. Nuôi hy vọng thì kệ ảnh chứ, tại vì em chỉ coi ảnh là bạn bè thôi mà. Chả ai là thánh á, đúng rồi, phải dùng từ chả ai là thánh đó. Em nói thật chứ, anh Thông là người lớn rồi. Đã 29 tuổi, nếu như mà anh xét cái tuổi tác của anh và cái kiểu trải đời của anh á, anh không bao giờ mà buồn đến mức đó đâu. Nhưng mà anh đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Anh không có làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Và em nhìn đó, em thấy anh Thông là người như thế nào. Bọn em vẫn đang vui vẻ bình thường với nhau mà. Không, nhưng mà Thông, không, vậy thôi. Nếu mà em nói vậy anh nên dừng lại câu chuyện ở đây. Chỉ tại hồi chiều anh bóp điện thoại, anh gọi Thông để qua nhà anh chơi, dĩ nhiên là anh hẹn mọi người mà. Thì Thông bảo thôi, nghĩ là bỏ vấn đề đây. Đây là chuyện của em và Thông, em không thích anh nói lại một lần nữa. Cái này là chuyện của em và Thông, em cũng không thích là anh phải đứng vô anh giải quyết này nọ. Tại vì anh ho, cái chuyện tình cảm không thể nào mà người thứ ba mà hiểu được bằng hai người trong cuộc. Có nghĩa là em hiểu Thông là người như thế nào và Thông cũng hiểu em là người như thế nào. Hai đứa em đã làm rõ. Biết em lại em hơi thẳng, có nghĩa là em không thích những ai mà những ai mà tự nhiên xen vô việc của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm á. Em cũng chỉ muốn nói thẳng vậy thôi. Tại vì nếu như mà ví dụ như mà hồi nãy mà mọi người hỏi anh như vậy thì anh cũng gào lên giống vậy, là coi như là chắc là cũng không nghĩ vậy, cũng sẽ bị mọi người nghĩ vậy quay lưng. Nói chung là lúc nào cũng phải có cái sự thông cảm. Anh khác, anh và Linh là một chuyện hoàn toàn khác, anh và Linh và Na là một chuyện hoàn toàn khác, em và Thông là hai đứa hoàn toàn khác.
em với Thông. Đúng rồi, nhưng mà ý anh đang nói anh không thể nói chuyện của anh thành chuyện của em. Em chỉ cần em nói với anh là thôi anh thật anh thôi anh đừng có nói về chuyện của em nữa thôi, nhưng mà tự nhiên anh gào lên làm gì? Có nghĩa là kiểu em nói thật là em là người thẳng á, em không thích tự nhiên anh lại thì anh đâu có biết tính cách của em. Anh lại có nghĩa là em ban đầu em giải thích với anh rất là nhẹ nhàng, tự nhiên anh cứ hỏi sâu vô ủa cái chuyện của em với Thông, mà tự nhiên anh hỏi sâu vô làm gì? Không, anh chỉ đang nói tự nhiên anh cứ rồi nói thôi mình dừng đi. Anh Thông rất là buồn này nọ, chẳng lẽ em tiếp xúc với Thông, công việc với mày nọ, em cũng tiếp xúc với nhiều người rồi, chẳng lẽ em không đủ hiểu là tình cảm cảm của Thông dành cho em như thế nào? Nhưng căng thẳng rồi mệt quá. Em thấy anh biết không? Anh xin lỗi. Em thấy anh Thạnh đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Ừ, anh em cảm thấy cái vấn đề đó nó không có đáng gì để nói. Đúng rồi, anh vậy, anh xin lỗi em. Mình thấy Vi hơi nóng tính, nhưng mà mình là lớn tuổi hơn Vi cho nên là mình có thể hiểu được chuyện đó. Em với anh Thông vẫn rất vui vẻ, anh Thông vẫn nhắn tin cho em, tại sao anh lại nói vụ đó? Ừ, anh sai. Không phải đâu em, tại vì anh Thông nay tại nghĩ rồi thôi, nói chung là anh thôi phải... được rồi em cũng dừng. Thôi, em hiểu rồi. Đừng anh sai rồi. Tại vì nói chung là khi mà anh nói tới á, anh cũng phải coi em như thế nào. Anh nhìn em là anh thấy em đã không thích nói về cái chuyện mà chuyện nói rồi. Tại vì tình cảm là giữa hai người. Cho anh xin lỗi nha. Người khác nhìn vô đâu có biết sao đâu, đúng không? Không, giờ anh hiểu rồi. Với lại em cũng đã làm rất là nhiều chuyện, như em viết thư tay này nọ cho anh Thông. Thương em ơi, muốn ảnh thoải mái. Anh ngồi phô. Tại vì anh biết sao không? Em không muốn làm tổn thương anh Thông. Ta còn bởi vì nếu như á mà mình không lên thích người ta rồi. Ta còn thương mùi mình còn cho xưa người ta một cơ hội, mình còn thể hiện là mình cũng thích người ta, thì con chẳng phải là càng lâu ngày cái người đó sẽ càng tổn thương hay sao? Đúng không? Em thì em muốn là giữ cái quan hệ bạn bè vậy đó, nhưng mà nó rất là dễ thương, tự nhiên với nhau. Em muốn như vậy. Ta còn em. Với lại cái đó cũng là một cái việc mà em muốn anh Thông sẽ tìm hiểu những người khác trong nhà này. Biết đâu Linh hợp với Thông hay là Thương hợp với Thông. Anh Thông không có phải là mẫu người của em. Có nghĩa là mỗi người con gái sẽ thích một mẫu người khác nhau đó. Vậy có nghĩa là bây giờ anh là bị phạt 2 ly trà sữa đúng không? Vì do cái tội nói bậy cho nên là mọi người phải xác định rõ là mọi người được một ly, nhưng mà thật ra là Vi là đối vậy. Là anh mời em 2 ly trà sữa nhớ nha. Thôi nếu như mà có gì to tiếng thì em xin lỗi. Anh cũng sẽ để ý lại cái lời nói của anh. Có gì nếu mà đụng thì lần sau sẽ không đụng nữa. Tốt nhất thì biện lần cho nhớ. Vào giữa khuya hôm ấy, sau cả buổi biến mất, cuối cùng bà Thông cũng đã quay trở lại, mang theo rất nhiều tâm sự. Sau khi mà mình đón Thông thì hai anh em có đi dạo quanh Hồ Bán Nguyệt để tâm sự với nhau. Thông đã tâm sự với mình đó là cặp đôi trong chương trình này đó là Vi và Nghị. Nhưng mà thật sự mà nói đúng, Thông mình cảm nhận được ở Thông là trong tình yêu phải ích kỷ. Cho nên đó là mình cũng ủng hộ Thông là tấn công Vi. Nếu mà Thông cần á thì Thông hỏi mình thì mình sẽ xem xét và sau đó để coi có giúp được hay không. Chứ cái này đụng đến Vi thì mình cũng hơi không muốn liên quan lắm.